Welcome.
cầm quấy nó bán hàng. Hai quả đi. Không, một quả thôi. Hai quả 20.000. Muối không? Điên nãy em lấy gì? Muối ạ. Muối em. Đi là đi tính một tiền. Ờ, đi là đặc sản đây. Lấy cân gì? 39. 39 này. Mua cái gì? Mua cả hai vừa ăn 3 cái bằng ngọt đây. Ngọt đấy chưa? Tao mua luôn. Bây giờ có bao nhiêu đấy? Bàn giải đã thắt nạt cũ 5.000 đồng một chiếc. Cái này cái gì? Cái quả em nước thì đây em cả rốt lên được quả.
đây rồi. Yeah. Và nào nữa? Vào đây. Đấy, vào đây đẹp. Xẹo này này, gơ nhặt. Yeah. Cái này ba cái đẻ hôm nào con chặt cứ giờ cứ đoạn đã. Không nào, không chặt vào. Tin rồi. Con nào có cánh nào hai vợ chồng cứ chọc hai anh em. Cúp chuyển tiền là trước đi. Lấy gậy đấy.
ngứa ngứa. Chống cô, cô chống cô. Ngược lại này.
sao hôm nay bạn đằng nhé, làm ruộng đấy không? Em có rồi chị ạ. Cái này nó có nhất là
chưa? Thank you.
Ấy hộ đây bạn. Bốc hộ thôi. Anh ấy cũng đẹp trai quá. Rồi. Cần ngắn. Tư chuột ngắn đi ba ơi. Không được. Đây, cho qua đây. Cô xin. Nào đi. Bay đi. À con đi nha, con đi nha. À con đi. Con đây nhưng mà ba chưa. Ba đá mũi cái này vàng đây. Hôm nay có bà bảo tao cho bán cho mày cả cây 50.000. Cây bà. Giờ này nó đã cấy rồi. Chưa được cân à? Ôi ăn gì đấy? Từ 10.000 cân. Hai đủ cân rồi. Đủ cân. Đủ cân.
cần thêm có kiểu gì đâu. Thank you.
cái rỗng kìa, rộng làm hay rộng quá từ bố đấy nó một cái giờ sáng nào hót đừng mồ hót tiếp. Thank you.
đỏ
Cắt nha. Ở nhà thì phải 10.000 cân cá này. Nhà chợ có được 5.000 cân. Nhà nó có 5.000 cân này. Về chỗ ăn. Ông ăn bún à? Đây bác ông ăn bún. Nào lấy cái mắm kia. Đây đây, cái mắm kia thay. Quấy sốt rồi. Thôi cho ấy ở đây cho anh ăn được vậy. Cậu đi đấy. Đây là đồ vật ở nhà Phương đấy. Đồ ở chỗ đầu nhà. Đang củi khô.
một cái gồ này là được bao nhiêu cân? Là mấy cân đâu? Ngồi tốt này ăn sống tốt đẹp ra đẹp lắm. Em ăn tốt lắm chị. Đây chất cấy rồi. Đây là chất cấy. Đó. Cái đấy như này nó vừa như thế. Thế này nhìn vào nè.
Ông ăn đi. Kéo ăn đi. Kéo là cả thú nơi kéo. Con lưu gắn tí, một phần là rất khác. Bà ngồi đây nha, để con ra con ngủ. Lấy cái này ra cào, cùng nó cỏ lên. Cào nó lưới đất rồi mới lên mà.
Cứ chỉnh máy đi. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền?
Nó nấu khoai ăn thứ bới bới mà con to mà rõ mà nó mới cháu chặt. Thế à? Đây hết quá. Quay đầu hết rồi đó. Người ta bán hàng cho con mèo ấy, cứ đậm đậm. Quên. Cái chị này đang đâu bán được cái nó rồi, ừ rồi. Lại vào đấy 5.000 hay mới ra thôi, nó bỏ lại của mình. Người ta mua xong rồi, nó biết rồi. Đây là tốt đi. Lên 2, lên 3, 2 này. Rồi rồi. Hàng to lớn ghê. Bán. Cái này, ăn cho phê làm này. Thank you.
Bà cầm lên cầm. Ông ăn mì. Ông ăn mì, ông ăn cơm đâu, ông bỏ lẩu đấy, ông ăn mì. Ăn mì đã ướt. Có thịt là lên ăn, cho mèo ăn thịt thì sấn ra ăn của nó, cướp của nó. Con này ghê lắm. Thank you.
ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tao mua của mày tao cũng mệt chứ đừng nói. Thôi thế làm sao mệt, đằng nào mày cũng quay. Ngưng lên. Tao biết. Ngưng lên nghỉ lúc quá. Thế thì thôi. Mua về chồng.
không ngồi hôm sau. Không sao đây. Hôm nay quả cá. Còn mặt tao lớn thôi. Ai bắt ngồi nữa. Thật nhiều mẹ ăn, nhà yên tâm. Không thích gì được rồi. Mùi thì tốt lắm rồi.
nó mới đau. Bỏ là mắt ba tháng cũng bỏ mãi rồi, rửa mắt kín hết cái mắt này rồi cho lấy mãi là thank you.
cái gì cho to. Chỉ biết tiền to thôi. Chỉ biết tiền to thôi à. Mỗi thanh lý tất cần đập tốt được việc và ít thì kịp và ít thì kịp là 43.000 đồng và 10.000 đồng một sản phẩm. Đấy giá rẻ như thế nào, người giàu người nghèo ai cũng mua được. Đấy, xem mà mua lựa và chọn. Thanh lý quần áo hôm nào bà già 25.000 một chiếc, quần bò già trẻ em 60.000 một chiếc, 70.000 một chiếc. Thanh lý xin kính chào là kính mời. Thanh lý quần áo, bà già 25.000 một chiếc.
Thank you.